Anh em muốn nghe nhận định về các đội tuyển trước hay là muốn nghe mình kiểu reaction mid check trước? Mình nghĩ là reaction mid check trước nhỉ? Vì mid check nó là cái gần hơn, mid check nó là cái gần hơn. Cái tức là cái đã qua thì mình sẽ làm cái đã qua trước, sau đó thì mình sẽ làm cái nhận định nhá. Thế bây giờ thì sẽ reaction mid check nhá. Mid check của đấu trường danh vọng nhá. Vòng tứ kết. Ok. Mình tìm là bắt đầu đi tìm mid check à. Để mình gõ cao thủ Liên Quân, cao thủ Liên Quân. Đấy, anh em sẽ cùng nghe mic check cùng với mình xem mic check có gì thú vị nào. Xem mic check có gì thú vị nào, chúng ta sẽ cùng xem mic check có gì thú vị nào. Cảm ơn bạn đã nhắn tin cho chúng tôi. Tao không nhắn rồi ấy, cao thủ Liên Quân nó cứ hỏi mình. Các bạn mà vào fanpage của mình, các bạn có bị hỏi câu đấy không? Nếu mà bị hỏi câu đấy thì mình xin lỗi nhá. Mega New 2019 mic check cùng Tiên Sơn rồi anh em ơi, đúng không? Đoạn mic check dài 5 phút này có phải là đoạn mic check mà anh em muốn mình xem đúng không? Muốn mình review cho anh em đúng không? Ok, mình sẽ đến với mic check, nhưng mà trước tiên thì mình sẽ phải mở cái màn hình ra để cho anh em có thể xem được cái đoạn mic check cùng mình. Nào, mic check nào. Display caption. Sao nó to thế này? Chúng ta sẽ cùng đến với mic check nào. Anh em sẽ cùng xem mic check với mình nhá. Mình nghĩ là để như thế này là hợp lý đúng không? Ok. Anh em sẽ cùng xem với mình đoạn mic check này. Tắt mẹ cái này đi cho đỡ rối mắt này. Ok. Đoạn mic check. Mình nghĩ là xem như thế này là vừa phải hợp lý. Nhỏ bớt cái này đi tí. Ok. To lên cái này đi tí. Ok. Đó, thì bây giờ làm cái mic check nào. Chúng ta sẽ cùng đến với mic check. Các bạn có thể xem tất cả các đoạn mic check này trên trang Cao Thủ Liên Quân nhé. Cao Thủ Liên Quân chính là trang trang chính thống của Garena Liên Quân Mobile, trang chính thống thứ hai của Garena Liên Quân Mobile. Nói về các cái với Cao Thủ Liên Quân thì hầu hết là tất cả các thông tin giải đấu đều có mặt ở đó, còn trang chủ thì là kiểu ngoại trừ thông tin giải đấu thì các thông tin về về các cái thứ khác đều có, nhưng mà Cao Thủ Liên Quân thì chuyên về giải đấu hơn. Và mình hy vọng là các anh em muốn trở thành cao thủ, muốn biết về các tuyển thủ đánh giải thì có thể vào Cao Thủ Liên Quân để xem các thông tin nhá. Đây, mình sẽ cùng đến với mic check. Đầu tiên thì mình vẫn cứ theo thường lệ thì mình cứ xem cùng anh em đã nhá. Đầu tiên là mình việc đầu tiên mà mình làm sẽ là xem cùng anh em xem nào. Ok, việc đầu tiên mình làm sẽ là xem cùng anh em đoạn mic check đã. Sau khi xem cùng anh em đoạn mic check xong thì mình mới bắt đầu tiến đến phần gọi là phân tích và phân tích cái mic check đó, thì anh em sẽ cùng xem với mình cái mic check. Chiến có em đây. Mình chưa xem mic check lần nào đâu, có em cái đéo thì chưa chi đã. Chiến đứng lên, có em. Chiến có em điều vậy. Ok. Cậu gọi đợi flash trả rồi. Chiến có em đây. Chiến đứng lên, có em. À, bốc gọi bây giờ đợi flash trả lời. Đánh được luôn, lên chạy đi, đánh được. Tao bơm máu luôn. Tao xuống sạch máu rồi, xuống sạch máu rồi. Support rồi. Đánh mid này. Đánh mid này. Đây đây, anh gì ở support rồi. Kìa. Lui. Hay. Quả đấy rất hay, quả của Proe rất hay. Hay. Thôi chết rồi nhưng mà giết được nó. Ellie biết hết. Ellie tính được hết. Đánh luôn đi chiến, sợ gì. Cứ nhấp nhả nó làm gì. Tao tô biến này. Ai nói câu đấy nhỉ? Lời. Đánh luôn đi chiến, sợ gì. Ellie. Cứ nhấp nhả nó làm gì. Tao tô biến này. Ellie côn nhiều nhỉ. Ellie côn nhiều nhỉ. Ok, anh cả vào nó đây rồi. Rồi, thắng rồi, giết dùng rồi. Wow. Bỏ đây. Quả. Đầu đấy. Mình cảm thấy Ellie mới đang là côn chính của Flash chứ không phải là Sơn Bách nữa rồi. Thằng kia láo vãi trưởng, thằng Tura. Đây, đây. Xem dừng nó, xem dừng nó. Top rồi, yếu lắm. Top nhá, top nhá. Đây. Thằng Omen trong này à. Đấy đó. Hay rồi. Quả này vẫn chưa thắng được anh em ạ. Quả này Omen nó vẫn dọn được lính. Ok. Chiến ăn nhá, chiến ăn luôn cái viên kia. Chiến ăn ngọc, giao cả giao nhiệm vụ ăn ngọc cho chiến không phải là Elian. Thắng rồi. Thắng rồi. Chơi luôn. Trời ơi. Được em ơi. Hack lao cái gì đấy? Đâu rồi? Tao càng được Elsu.
Tớ xem thắng nào. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Chơi luôn, chơi luôn. À. Được em ơi. Né được cái chiêu gì ấy? Ui, máu em này. Né được một chiêu. Bắn đi em ơi. Giọng là sân bách. Nghe người đít nhá, chịu được vãi cả sân bách. Được em ơi. Giọng giống giọng IL vẽ lìn. Được bạn ơi. Lại vãi cả giọng. Tao biết, tao biết. Tao biết. Rồi. Nó mà ra cả lính bắn chết nó chết. À, sân bách thật cô. Bắn luôn em biết rồi. Rồi rồi. Bắn chết rồi đấy. Rồi, hay anh em ơi. Hay anh em ơi. Bọn này làm gì có cửa. Bọn này làm gì có cửa. Kinh. Gáy kinh. Bọn này làm gì có cửa. Ê, ta lên ra. Cái đéo gì nhở. Cửa gì là vô tay, vô tay, vô tay. Cho vơ vơ ấy, cho vơ vơ ấy. Từ, tôi bình tĩnh. Vừa tao lên giáp hồi sinh nhanh quá thằng Pre bỏ tao lại luôn. Tí nữa mình sẽ xem lại đoạn đấy. Tí nữa mình sẽ xem lại đoạn đấy. Ở đoạn đấy mình không biết đâu. Rồi, bạn đi. Nó nhìn mình kìa, mình ban với ta là quay sang nhìn mình. Nó nhìn mình kìa. Tinh đúng không? Đang nói về Tinh đúng không? Nó biết mà. Tinh. Anh Tinh béo. Bắt bài nhau, luyện tập với nhau nhiều rồi, bắt bài nhau. Highlight của Ellie. Người ta gọi đó là highlight. Ông ấy cũng tự biết đấy là highlight rồi, đéo cần mình phải bảo. Kính chào, kính chào. Đi đây. Kể Ellie cũng hay phết nhở. Mình cũng không biết đâu, mình không biết đâu. Hết sạch skill rồi. Hết sạch skill rồi. Ai nói? Đang lên này. Ai nói hết sạch skill rồi? Đánh được không? Đánh được rồi. Ellie côn chính của Flash luôn này. Anh em ạ, Ellie côn chính của Flash luôn này. Về đi. Anh có bao nhiêu tiền đây? Tao yếu. Về đi. Liên mid. Cờ liên mid đó. Mình tưởng là bảo là liên mid chứ. Về đi. Anh em nghe rõ đoạn này em à? Về đi. Liên mid. Clear mid. Clear. Mình cứ tưởng là liên mid. Mình phát hiện ra một điều khá bất ngờ sau khi xem Mech Check. Đúng rồi, Mech Check cho mình rất nhiều điều. Thắng rồi. Wow, nhanh vậy. Mình phát hiện ra khá nhiều điều trong cái Mech Check này. Các bạn cũng nên xem Mech Check giống như mình. Các bạn nên xem Mech Check. Các bạn xem Mech Check các bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều luôn. Ok, keyboard. Các bạn xem Mech Check các bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều luôn. Em ơi lính à, đặt lính à. Win rồi anh em ơi. Win rồi anh em ơi. Cho vô với. Suốt ngày đòi vỗ tay. Game này anh em gánh mày đấy. Chuẩn, Chiến nói chuẩn, phát cuối sửa sai. Bố e. Ơ lại. Cốt với lìn. Ơ lại. Bà lạc. Thằng AD chết rồi, thắng rồi. Còn Quillen nhá. Bách vào con Quillen. Cho Ellie đuổi đi, Ellie đuổi đi. Đùa thề, mình xem Mech Check này mình phát hiện ra quá nhiều điều luôn. Mình phát hiện ra một bí mật vãi lìn của Team Flash. Ông Bách nhìn mày buông chuột mày rồi. À ông Bách ông đang trên bảng đi mẹ. Nhìn kiểu mất dạy. Cái loại mất dạy. Tao ghét nhất cái kiểu đi mày đồng đội còn đang đi mẹ. Tao ghét nhất cái kiểu đồng đội còn đang đánh. Có thằng đi mẹ vươn vai xoay cánh đéo quan tâm nữa rồi đi mẹ. Thằng Bách trốn này. Khoan vai nhau cái nhau. Đội trưởng gấu. Cắt từng gấu. Cái gì 6.500 người? Hết rồi à? Để nhận tin về các giải đấu liên quân trên toàn thế giới. Ok. Chúng ta vừa mới xem xong đoạn Mech Check. Chúng ta vừa xem xong đoạn Mech Check. Chúng ta vừa xem xong đoạn Mech Check. Đó thì để mình để mình để đây cũng được, không vấn đề gì lắm nhưng mà thôi, nhìn nó rối mắt đó. Nên là mình từ đó. Bách lại đã nào. Xem tiếp Mech Check nha. Bây giờ thì mình có thể nói với anh em như thế này. Đấy, đầu tiên là phải nói qua với anh em về cái Mech Check này đã. Thì nói thật với anh em là
cái mic check lần này ấy thì đây, 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 tắt cái này đi thì sẽ đỡ rối mắt này. Đầu tiên là mình phải nói với anh em đã nhá, là về cái mic check lần này ấy thì mình phát hiện ra rất nhiều thứ mà mình hy vọng là anh em cũng cũng như mình. Mình tin là anh em cũng như mình phát hiện ra rất nhiều thứ anh em ạ. Có đoạn cuối phát bách chửi ở má thằng Quyren là ok thì đó mình sẽ xem lại. Bây giờ mình sẽ cùng anh em là xem lại và phân tích lại cái mic check này nhá. Phát hiện ra rất nhiều thứ và cái đầu tiên mà mình nghĩ là anh em cũng như mình cũng phát hiện ra. Ellie Cole team rất chuẩn. Đầu tiên, điều đầu tiên mà anh em cũng phải thừa nhận cùng với mình, Ellie Cole team rất chuẩn. Và cái thứ hai nữa là Ellie cũng là một trong hai thành viên côn team chính của team Phát. Nếu như Ellie thi đấu thì không chỉ có Xuân Bách mà Ellie cũng sẽ giúp Xuân Bách. Mà không chỉ là giúp Xuân Bách mà thậm chí Ellie còn làm mình cảm thấy Xuân Bách mờ nhạt đi trong vai trò côn team. Người côn team chuẩn hơn phải là Ellie. Người đang đem lại những cái thông tin quý giá hơn. Hiện tại Ellie côn những thông tin rất quý giá. Và mình hy vọng Ellie có thể phát huy được những cái thông tin như thế này. Vì đây là những thông tin mà mình phải khẳng định luôn là Ellie đang đi trước mọi người một bước và thậm chí là đang đưa mọi người những cái thông tin cực kỳ là chất lượng. Bách thì có những cái thông tin cũng cực kỳ chất, nhưng mà những thông tin của Bách thì thường là nó là thông tin mang tính chất gọi là cập nhật dữ liệu, tức là khiến cho mọi người nói là nhỉ, bây giờ mình phải nói một cách kiểu dễ dàng hơn, anh em dễ hiểu hơn, tức là thông tin của Xuân Bách là thông tin mà mọi người có thể đã biết nhưng mọi người có thể đã quên, hoặc mọi người có thể chưa biết, những lên khác có thể chưa biết, hoặc mọi người có thể chưa biết định hướng nên làm gì, thì Xuân Bách sẽ có những cái thông tin như vậy. Còn thông tin của Ellie ấy là để định hướng tương lai, hay nói cách khác là đánh hay không đánh, lùi hay không lùi, giết được hay không giết được, cứu hay là không cứu, bỏ hay không bỏ. Đó, những cái thông tin đấy, những thông tin rất quý giá thì Ellie đang là người mang lại những thông tin đấy. Mình thấy nó thông qua đoạn mic check vừa rồi. Bây giờ mình sẽ cùng đi với anh em đoạn mic check vừa rồi nhé. Đó, mình sẽ cùng với anh em đi lại đoạn mic check này này. Đó, để anh em có thể thấy được cái nhìn toàn cảnh. Ngoài ra thì mình sẽ phân tích những cái nhìn ngoài lề, ngoài câu chuyện về việc ai là cái côn team của Flash và cái côn team của Flash hay như nào thì mình sẽ nói về những cái câu chuyện ngoài lề nữa. Đó. Đấy, đoạn đầu tiên thì là đây là thời điểm mà Bogaming hay nói cách khác là team Việt Nam Quay Cạc đã có được chiến thắng 4-1 và đây là một chiến thắng quá mãn nhãn của Bốc. Với bản thân mình thì đây là một chiến thắng quá mãn nhãn và mình hy vọng nó sẽ truyền lửa cho Flash, và đúng là nó đã truyền lửa cho Flash. Đấy, ngay từ câu đầu tiên đã nói rất rõ ràng, Bốc gọi thì Flash sẽ trả lời. Rất tốt, tinh thần rất tốt. Đó. Gần như là Messi gọi Ronaldo trả lời kiểu kiểu như vậy, kiểu hai đội này vẫn ganh đua nhau. Hai đội này vẫn ganh đua nhau nhưng mà hai đội này ngoại trừ cái sự ganh đua nhau thì họ còn có một cái gì đó, tức là ngoài trừ cái sự ganh đua nhau thì họ còn có một cái gì đó cùng tiến bộ cùng nhau, tức là thằng kia làm được thì bố mày cũng làm được, kiểu kiểu như vậy. Mình thích cái kiểu đấy, phải có động lực, cần phải có mâu thuẫn tiền đề cho sự phát triển. Học triết học nhiều quen cái kiểu đấy. Tiếp theo từ từ đã, để mình xem là anh em có xem được không đã. Ok, anh em xem được. Tiếp theo anh em xem được đúng không. Ok, tiếp theo này nào. Đi dần các vấn đề của mic check nhá. Support rồi. Đoạn được kìa. Anh rỉa support rồi. Kìa. Yeah, lui. Hai. Đây nhá, đoạn đầu tiên này. Rồi, chết rồi. Rồi, chết rồi, giết nó. Tức là Ellie, đây là cái đoạn này mình đánh giá là một đoạn rất hay của Ellie này. Tức là mình sẽ phân tích những cái hay nhá. Đầu tiên ấy là người cô đánh mid cũng là Ellie này, và đến lúc lùi lại thì người cảm nhận được cái pha ulti của Proe hay cũng là Ellie này, và khi mà biết là mình sẽ chết, Ellie chủ động đứng tách mình ra một góc. Anh em có thể thấy rất rõ ràng là Ellie đánh tách mình ra hẳn một góc riêng, góc bên trái, bên tay trái của mình như này. Thì với cái góc đứng này thì Ellie sẽ câu được dam của Swanzo cũng đang có ý quay về này, Fanta cũng đánh vào này, Hứa Linh đánh vào này, đồng ngưỡi với lại ba anh em này sẽ đỡ bị chết. Đây là một cái mà anh em nhìn thấy nó có vẻ đơn giản, nhưng mà để một người chủ lực có thể chọn cho mình một cái vị trí như thế này, nó cũng là một cái gì đó có sự đầu óc đến từ Ellie. Mình nói thật, tức là mình không phải là mình thiên vị thằng Ellie, bởi vì thậm chí thằng Ellie nó còn đang bảo là mình ghét nó,
thì mình cũng không biết là ý nó như nào, mình chả ghét nó mà mình cũng chả thiên vị cho nó làm gì cả. Nhưng mà mình đánh giá những pha thi đấu này là hay này, tức là có tầm nhìn đến từ Ellie. Người khác có thể là đang đi về cùng với đồng đội của mình nhưng Ellie quyết định đứng nép mình sang một góc, và với việc đứng nép mình sang một góc như vậy thì Ellie sẽ giúp cho cái việc nhận đam của Proe, Xuân Bách và ADC và gấu sẽ đỡ hơn, và đồng nghĩa với việc là mình sẽ bật ngược lại được giao tranh. Đấy, anh em có thể thấy rõ ràng. Đấy. Thằng này đây này, cái thằng kia nó sẽ phải có cái thằng Vred nó sẽ phải có thằng Eroi nó sẽ phải đi về hướng này. Đấy, anh em thấy không? Thằng Eroi nó phải đi về hướng của Ellie. Đấy. Đó. Lùi đi lời rồi chứ phải lùi đi lời rồi. Đó. Đây cũng là Elicon này. À, xuyên suốt những quá trình đánh thì đều là Elicon, hay là mình cũng không biết là do Garena nhặt những tình huống tốt của Ellie thì mình cũng không biết, bởi vì là hay, nhưng mà mình nghĩ đây là những pha giao tranh, thực sự là những pha giao tranh rất hay, và trong những pha giao tranh đó thì có dấu ấn rất đậm nét của Ellie. Anh sợ gì? Cứ nhấp nhả nó làm gì? Đấy, cứ nhấp nhả nó làm gì? Tức là gần như là Ellie cũng là người tác động rất lớn đến ADC chiến. Chiến bánh bao đánh là cũng là nhờ cái côn đến từ góc đứng rất là thông minh. Nhưng pha này không giết được thằng rừng của nó. Mình thua giao tranh là vì thua vai rừng vì thằng Aeron nó khỏe hơn so với mình tưởng rất nhiều. Quả đấy không hiểu tại sao không giết nổi. Giờ thật stun thằng Omen. Thằng kia là lá vãi xỉu. Đấy, bách kẻ nghe thì có khí thế. Nhưng mà đấy, thằng Aeron kiểu những cái thông tin của tương lai ấy thì Ellie khá chuẩn. Mình cảm nhận là như vậy. Đã thắng được đéo đâu. Đó. Cẩn thận. Thằng Chiến ăn. Nhường cho Chiến. Bùa này là nhường cho Chiến. Tao càn thằng Elsu. Thắng rồi, thắng sớm đấy. Đâu, để mình xem lại pha hack não của ấy nào. Mình xem lại pha hack não của Ellie à. Cái gì mà ối xồi ôi nghe ghê vậy. Thằng Chiến ăn luôn cái viên ghê. Mình xem lại pha hack não à. Đây nha, Ellie này. Chơi luôn. Hack não chỗ nào nhỉ? Anh em có thể bảo mình Ellie vừa né chiêu nào bằng chiêu cuối được không? Ellie bắn chiêu cuối nhưng mà né chiêu nào ấy? Nó càn được Elsu. Để mình xem nào. Thắng rồi. Cái chiêu lướt về. À, bắn chiêu cuối hack não được thằng Badum, à thằng Lumbo lướt về đúng không anh em? Anh em nhìn rõ xem có phải thằng Fanta. Xem có trúng thằng Fanta không? Đây này, thằng Fanta này. Chơi luôn. Chúng cả thằng Fanta và thằng Hứa Lin ở đằng sau. Quả bắn vừa rồi một tên chúng hai đích và thằng Fanta dùng xong chiêu sẽ lướt về phía đấy và Ellie cho rằng mình hack não được. Mình nghĩ là may mắn là một phần. còn đây là quả bán giáp hồi sinh của thằng Chiến này, quả giả bán giáp hồi sinh của Chiến mà anh em được nghe đến đúng không? Anh em tập trung vào cái bản đồ nhỏ nhá. Anh em tập trung vào cái bản đồ nhỏ nhá. Mình sẽ chiếu lại cái bản đồ nhỏ này. Đây ok, anh em tập trung vào góc của ADC nhá. Xem ADC thao tác nhanh đến đâu. Thằng Chiến ăn luôn cái viên. Rồi. Ôi, đang trong lúc à không. Đã dùng. Đây bây giờ mới bán này, mua được giáp hồi sinh này. Chỉ như vậy là ADC lúc đầu tiên định mua nhưng mà xong rồi nghĩ là chưa cần, dùng xong nội tại. Hình như là bạn ấy dùng xong nội tại của quyền triệu Rea xong bạn ấy mới mua này. Đây này. Thắng rồi, vẫn còn này. Không hết nội tại, hết nội trại của truyền triệu Rea rồi. Nhưng mà bạn ấy vẫn kịp bán đi và lên giáp hồi sinh. Sao cái lúc này không bán giáp hồi sinh lên găng hét của đáy thịnh nộ hay là quả cầu băng? Nói thì mới thấy là Ellie, ADC vẫn chưa chuẩn bị cho việc lên thêm một món đồ nữa đúng không anh em? Đây, giáp hồi sinh hồi xuống này, 2 giây, có 2 giây cho Chiến. Chiến mà kịp làm cái gì đó lên được quả cầu băng nữa là căng thẳng đấy. Quả coi rồi mà mua được thêm quả cầu băng nữa là căng thẳng đấy. Đó chính là cái quả mà ADC cho rằng là Proe bỏ mình đúng rồi đấy. Proe bỏ ADC trong quả này ấy. Đây này. Proe đây đấy, thấy không anh em thấy rất rõ ràng là Proe bỏ ADC luôn vì nghĩ là ADC chết rồi, làm đéo có giáp hồi sinh. Được em ơi. Thật ra cái mạng này ấy phải trách ADC chứ phải trách Proe.
Mạng này phải check ADC chứ không phải check ProE. Mình có thấy một cái status nào đó liên quan đến việc là ADC check ProE về việc là bỏ mình thì mình nghĩ là không đúng. ADC mới là người đáng trách. Tình huống này là tình huống này, nếu mà anh em là mình ấy, anh em mà cầm máy như mình ấy kiểu đánh đến cái đoạn mà lên được giáp hồi sinh. Tao có giáp hồi sinh, tao có giáp hồi sinh. ProE quay lại, tao có giáp hồi sinh. Lúc đấy mà nói mà vẫn check được ấy thì lúc đấy mà ProE vẫn đi ấy thì mới check được. Chứ còn ADC có nói đéo gì đâu. ADC trả con lên là mình có giáp hồi sinh thì sao thằng ProE nó biết được, mà rõ ràng trước đấy không có giáp hồi sinh thì làm sao mà tin được, tin kiểu gì, làm gì có cơ sở gì là đồng đội của mình có giáp hồi sinh. Nên là quả vừa rồi là chắc chiến phải côn mạnh lên hơn tí nữa. Chiến đánh rất hay nhưng mà côn ít quá, thì cái tình huống vừa rồi là tình huống chiến phải côn ProE quay lại và côn là tao có giáp hồi sinh cái thì đồng đội biết ngay, làm sao mà tin tưởng được. Tin tưởng làm sao được cái tình huống bán đồ nhanh ấy, ai biết là ông làm được hay không làm được. Già ấy, ông làm được thì ông làm đến chót mẹ đi, ông bán mẹ luôn, là ông lên mẹ thêm cả cái găng hét quét thịnh nộ hoặc là cái quả cầu băng xương ấy mà. Cho nên không thể trách ProE quả này được. Đó, quay vừa có ai tặng sao cho mình. Xin lỗi bạn vừa tặng sao cho mình nhé, tí mình cảm ơn bạn sau. Để mình phân tích nốt cái mic check đã. Cho nó về. Quả này thì quá đơn giản đấy, quả này ai cô cũng được. Quả này ai chẳng biết là ProE phải giữ chân thằng này lại. Còn đấy, đấy, Bách nói thông tin này rất là chuẩn. Tức là phải, quả này là phải bỏ trụ đánh người chứ phải bỏ người đánh trụ. Vì thằng Tulen nó có đam rất là to. Nè, nó lướt cho hai cái là hết lính luôn. Tulen chỉ cần lướt hai cái bắn phát chiêu 1, chiêu Q phát là chắc chắn là hết lính rồi. Nên là lướt bắn chiêu Q xong lướt phát nữa là hết mẹ lính rồi, nên là phải bắt buộc phải bỏ người đánh trụ là đúng rồi. À bỏ trụ đánh người là đúng rồi. Rồi. Ok, win. Bạn này đơn giản. Bọn này làm gì có cửa. Vẫn có tiếng vang vang của bình luận viên kìa. Vẫn có tiếng của Tuấn Veo, mình vẫn nghe vang vọng tiếng của Tuấn Veo. Anh nghĩ đây, quả này quả hack não tinh này, quả này quả hack não tinh nhá. Tinh chắc chắn là nói gì thì thùng mẹ thằng chó Bách. Không phải là hack não mà gần như là kiểu chơi với nhau nhiều, biết chiến thuật của nhau rồi. Quả này quả highlight của Ellie. Bố ông, hóa ra ông cũng biết là highlight. Bình tĩnh lại lìn. Quả này cũng là quả hay của Ellie này. Tức là cũng được ổn. Mình rất thích những cái tình huống kiểu như này, kiểu cứu cháu. Nói chung là đoạn mix check này làm cũng hơi có tí kiểu ưu ái cho Ellie hay không mình không biết, hay là do hôm đấy tất cả những cái đoạn hay nó đều có bóng dáng của Ellie thì mình không biết. Nhưng mà Ellie thực sự tỏa sáng trong cái đoạn mix check này. Cứu cháu. Thật sự bạn ấy tỏa sáng trong cái đoạn mix check này. Cứu cháu. Và tốc biến, ai vãi lìn, mình thích cái cách đánh của thằng Ellie, thật sự là mình thích. Đấy, sạch skill rồi. Biết hết, thật. Quả rồi nhảy ra thằng Badum phải chết. Quả này đánh được, nhưng mà mỗi tội là chiến không thực sự quyết đoán. Chiến mà bắt đánh là sẽ đánh được, nhưng mà thật ra là đánh được thì chỉ giết được cái thằng kit này. Chiến quả đấy đây này, anh em nhìn rõ này. Quả này chiến không dồn combo vào thằng đấy. Đây nha. Chiến chưa dùng hết chiêu này, nhảy nhá, nhìn nhá, chín nhá. Đây nhá, đây là khoảng thời gian mà mình dừng anh em nhá. Chiến đã chọc được ulti rồi, nếu bây giờ chọc chiêu 2, chọc thêm chiêu 1 chắc chắn chết. Gấu nhảy xuống phát, gấu có chiêu cuối rồi, gấu nhảy xuống phát chắc chắn chiến giết được thằng đấy và hai thằng kia không làm gì được chiến luôn. Nhưng chiến không đánh, thấy không? Chiến sọc về quả này. Chiến hơi thiếu chính kiến ở trong quả này, chiến phải quyết đoán hơn trong quả này. À, chọc phát này, chiêu 2 này, xong rồi chiêu 1 lướt lên, xong rồi gấu lướt vào, đẹp tuyệt vời luôn. Chiến phải là người côn. Nói chung là mình thích chiến quyết đoán hơn một tí ở trong những cái đoạn như này. Mình thích chiến quyết đoán hơn một tí ở trong cái đoạn đấy, tức là kiểu đánh, em bảo đánh được là đánh được, hoặc là kiểu như kiểu anh gấu xuống với em là giết được nó là chắc chắn thằng kit sẽ chết. Quả đấy chiến chỉ cần tự tin vào bản thân mình hơn thôi là chắc chắn là thằng ấy sẽ chết. Còn kỹ năng thì khỏi phải bàn rồi, ADC kỹ năng khỏi phải bàn rồi, nhưng mà cần một chút kiểu độc lập tác chiến hơn chút xíu nữa, tỏa sáng hơn chút xíu nữa đến từ chiến. Nhưng mà mình không biết, hay là do là cũng có những tình huống chiến đi láo rồi sau đó thì đã bị bắt rồi, nên là chiến sau đó thì phải tiết chế lại, mình không biết. Còn cái đoạn này thì phải nói là mẹ Ellie
vừa nãy mình vừa xem rồi, đây là cái đoạn mà mình thấy thích nhất ở cái mix check này của Ellie. Gần như đây là sẽ là đoạn mà làm nổi hẳn lên Ellie. Tại sao mình lại nói là Ellie tỏa sáng ở trong cái đoạn mix check này thì nó phụ thuộc vào cái đoạn này rất là nhiều. Và anh em có thể thấy rất rõ ràng. Đây là đoạn côn đánh và người côn đánh đầu tiên sẽ là Ellie. Chắc chắn Ellie cảm thấy đây là phát ăn được. Đấy, sau đó phải nhờ đến cái bút tốc và cái bút tốc của Alice, của Proe. Nhưng anh em có thể thấy rất rõ ràng. Mà một loạt đánh luôn. Gần như đây là một hiệu lệnh đánh luôn. Kiểu đại tướng bảo đánh là đánh, đến từ Tuấn Bell, kiểu kiểu dạng như vậy. Và Chiến có quả không kích tuyệt vời. Ok, nhưng mà công đầu tiên phải là quả phát hiện tầm nhìn. Phát hiện tầm nhìn đến từ Gấu. Sau đó là một cái quyết định côn đánh rất ổn đến từ Ellie trong quả này. Bách chưa có mặt ở pha giao tranh này. Bách cũng chưa lia map được đến đoạn này. Và Ellie là người chủ động. Và mình tin là cái quả này cần có một sự quyết đoán như vậy. Nếu như Xuân Bách không phải là người có thể soi map được trong tình huống đấy. Nếu Bách soi map được, Bách cũng sẽ côn đánh trong tình huống này. Nhưng mà người soi map được sớm nhất và kịp thời nhất là Ellie. Và quyết định côn đánh vừa rồi khiến Chiến có một pha nhảy không hụt tí nào. Các bạn đều biết con Zephyr là một cái con tướng mà chỉ cần các bạn chậm một nhịp thôi. Chỉ cần các bạn sai một ly rồi các bạn sẽ mất đi cho mình cái khoảnh khắc của con Zephyr. Đó là lý do tại sao mà Swanjo đánh Zephyr tệ đến vậy trong giải vừa rồi, tâm lý đó. Đó là lý do là Rớt đánh Zephyr tệ như vậy trong cái trận mà Thái Lan 1 đánh với Thái Lan 2, đại chiến Thái Lan. Đó là lý do tại sao mà có quá nhiều người không kích mù mắt. Super Ma Tông, Super không kích tích mù mắt, có quá nhiều người không kích mù mắt thật sự. Nhưng trong một ngày mà không kích tâm lý thoải mái hoặc là kiểu quyết định nó đến kịp thời thì cái không kích nó sẽ tuyệt vời. Và rõ ràng là cái quyết định không kích vừa rồi của ADC phải có xúc tác từ đồng đội, tức là phải có người đồng đội đưa ra cho Ellie, cho ADC một cái khoảng không gian để ADC có thể gần như là toàn tâm toàn ý cho việc không kích, chứ không phải nghĩ là có nên đánh ông ta không kích đến mà trượt thì sao ta, kiểu như vậy thì sẽ không bao giờ không kích nó đẹp mắt đâu. Nhưng mà quả này là một quả không kích mà một phát trúng hai người. Đây, anh em sẽ xem lại toàn cảnh cái pha côn đánh này. Anh em sẽ xem lại toàn cảnh cái pha côn đánh. Bỏ qua pha này nhá. Anh em sẽ xem lại toàn cảnh cái pha côn đánh này. Một pha côn đánh ra tiền. Đây. Không kích này. Đấy. Nhảy Chiến rồi thắng rồi. Rất rõ ràng. Nhảy được AD là thắng. Không phải nghĩ về nước Mỹ luôn. Thắng kích. Cái quả không kích nó nhảy xuống là đã biết thắng rồi. Con ra fit rồi. Con khoảnh khắc. Nó là cái con. Đấy, anh em có thể rõ ràng là thông tin mà Bách mang lại là thông tin mà có thể có người biết, có người không biết. Và thông tin đó là thông tin làm cho chúng ta có thể đánh một cách chắc chắn hơn, làm cho chúng ta có thể biết được những cái thông tin mà chúng ta có thể chưa biết. Những thông tin rất bổ ích, những thông tin của Bách mang lại là rất bổ ích. Nhưng cần có những thông tin về tương lai. Bách đã làm rất tốt những cái thông tin đó, nhưng cần có người làm cùng với Bách nữa. Thì một tập thể 5 người nó mới dễ dàng côn nhau hơn. Tức là không thể một người nói và 4 người còn lại nghe được. Có hai người nói và trọng lượng nó là như nhau và khiến và những người đấy phải có là những người có tầm nhìn thì cái quyết định nó đưa ra nó sẽ dễ dàng hơn. Và mình tin đây sẽ là đoạn mix check để đưa Ellie gần với đội hình chính của team Flash hơn, thật sự là như vậy. Vì những quyết định của cậu ấy rất là ổn. Không biết những cái có những quyết định sai lầm, phải nên nhớ rõ rằng là có những quyết định sai lầm. Và mình cũng rất muốn Ellie sẽ tiết chế trong khoảng thời gian sắp tới. Bởi vì Ellie đã từng đưa ra những quyết định đúng thì cũng đồng nghĩa với việc đã từng đưa ra những quyết định sai. Đó là những pha mà chết nhảm xít của Ellie. Và chết ở trên trụ đường trên này và chết trụ đường dưới giữa này đều là những pha chết rất nhảm xít của Ellie. Thì mình hy vọng là Ellie tiết chế được những pha thi đấu đó ngày càng hoàn thiện để trở thành kiểu viên từ viên ngọc thô trở thành viên ngọc sáng kiểu như vậy. Ngày xưa mình rất là thích cái bộ truyện tranh Rước Ngọc Thô nói về những cái viên ngọc thô và cần phải mài rũa. Thì Ellie tiết chế được những cái tình huống hổ báo quá mức cần thiết và đưa ra cho mình những cái tầm nhìn tốt như thế này thì Ellie sớm muộn gì cũng sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu của Việt Nam thôi. Mình nghĩ là như vậy. Nhà một thằng về. Đấy. Bách, thông tin của Bách cũng rất cần thiết, nhưng mà cái quan trọng nhất ADC này, quả không kích đi vào, quả không kích này của ADC rồi, quả không kích chúng ta đã quên mất quả không kích này của ADC. Thôi, tôi chịu. Tôi chịu, ông nhảy thế này thì tôi chịu. Bây giờ anh em ơi. Cho vô với. Ngày đòi vỗ tay. Ellie bảo
quả cuối sở sai nhưng mà cũng có tác động của đồng đội đấy. Đấy, anh em thấy rất rõ ràng, anh em thấy rất rõ ràng là cái tác động của một cái thằng thằng côn tim với một cái thằng không phải thằng côn tim nó khác nhau như nào đấy. Hãy nhìn cái cách Proe côn tim, nó thực sự đây không phải là một thông tin mà Proe đã mang đến thông tin đầy đủ cho đồng đội của mình. À, anh em nhá, mình sẽ làm. Ê, Win rồi. Đấy, mình thay Proe nhá. Đấy là mình thay Proe, mình làm mình côn team cho nhá. Thật ra đây là mình còn chưa nhập tâm toàn bộ bởi vì đây là tình huống nó quá bất ngờ thì mình chưa tập trung toàn bộ, nhưng mà nó phải là như vậy thì nó mới là thực sự. Thì mẹ, cố lên anh em, cố lên, đi quét sạch cái ông con đang cố lên, lên đâu? Lên nóc nhà bắt con gà, đậu phộng, quét con mẹ sạch rồi vẫn còn đang thấy cố lên, đéo tin được. Nhà đây, đoạn này thì được này. Đấy. Nhà thắng rồi. Nhưng mà phải bảo rõ là một thằng đẩy, một thằng đuổi. Mẹ còn lại phá nhà hoặc bảo anh gấu về phá nhà. Đấy. Thắng rồi. Cố lên. Có cái đéo gì. Cố lên. Chính các Ali nó cũng thấy được mẹ cái câu cố lên này nó. Chả để làm cái đéo này cả nữa. Còn đi ra anh em đến đoạn này anh em có thể nhìn thấy thằng Xuân Bách, thằng súc vật mình ghét nhất cái thể loại. Xin lỗi nhá, mình quý nó, mình vẫn thay chơi với nó nên mình chửi kiểu vui thôi, không phải cố phải gây gua gì đâu. Thằng súc vật mẹ, đồng đội còn đang như vậy phải phá nhà, còn đang như vậy tập trung vào trận đấu, còn đang khổ vãi lìn ra. Ông Bách ông đã hai tay ôm đầu kiểu vươn vai xoay cánh, rất giống mấy cái thằng AFK anh em ạ, rất giống mấy cái thằng AFK, rất giống mấy cái thằng mà kiểu nào nhỉ, kiểu phá game vẫn liền, kiểu đồng đội thì đánh tụt kẹt đó, còn nó đứng ở nhà chính, rất giống cái cảnh tượng ấy mẹ. Thằng này đã thì mẹ chết, đầu tiên đã bị thằng Quinlan team nó bắt, mình nhớ không nhầm là bị thằng Quinlan team nó bắt, xong Bách mới bảo là Quinlan đuổi tao, Quinlan đuổi tao mẹ, đấy đã đuổi gắt vãi luôn. chiến đi mẹ, ông bắt đầu buông máy từ đây rồi. Bây giờ ông bắt đầu ngồi xem tình hình rồi, bắt đầu sướng rồi, bắt đầu quăng chuột rồi. Gãy đầu gãy tay, thắng rồi, ôi vui quá, chúng ta đẩy nhà ai kẹp mẹ chúng ta. Tôi thề đánh hạng gặp tôi và tôi gặp cái thằng mẹ như này, tôi đéo đẩy nhà nữa, tôi đi ăn con mẹ mục tiêu khác, đánh tiếp, đéo chơi nữa. Súc vật kiểu cú, anh em hiểu không, kiểu người làm chó kìa. Xin lỗi Bách. Tôi tự nhiên nghĩ ra một cái câu mà thì nó rất phù hợp với văn cảnh. Đúng là mẹ bốn thằng đang rất cùng súc đi đẩy nhà, còn một thằng ngồi đúng như vậy, người làm Bách hưởng. Xin lỗi. Nghĩ ra một cái câu mà nó phải văn cảnh đéo thể chịu được. Mẹ đúng là mẹ, người làm Bách hưởng mẹ, anh em làm Bách hưởng. Nghĩ ra câu hợp lý vãi lìn. Cái gì đấy? Không, tao vẫn chưa, khi nào nhổ thì tao, khi nào nhà nổ thì tao mới ấy là thế nào? À, khi nào mà nhổ thì tao mới kiểu vui vui đã, hay là gáy hay là như nào? Tao mới gáy đúng không? Gáy đúng không? Tao mới ấy là gáy à? Anh gấu à. Nếu tin được đúng cái kiểu vậy, người làm Bách hưởng. Mình thích. Nói chung là Sam Big Check anh em sẽ thấy rất là nhiều cái hay đúng không? Anh em có thể thấy rất rõ ràng. Mình cũng vừa phân tích cho anh em thấy, anh em mà Sam Big Check anh em sẽ thấy rất là nhiều cái hay, thú vị. Đằng nào chả chết rồi có làm được gì nữa đâu. Kiểu cú ấy anh em ạ, kiểu cú ấy.
Vinh cho to cái này để che cái này đi. Thì anh em có thể xem thấy rất rõ ràng cái đoạn Vinh check vừa rồi, đúng kiểu mẹ người làm chó hưởng với trường. Thế mình vừa mới đi cùng với anh em đoạn mic check vừa rồi đó, thì anh em có thể thấy rất rõ ràng là trong cái đoạn mic check vừa rồi ấy thì cái sự côn team đến từ Xuân Bách và Ellie đóng vai trò rất quan trọng là một. Cái thứ hai nữa chúng ta thấy rất rõ ràng là Proe không phải là một người côn team quá tốt, và Chiến cũng như vậy, không có những sự côn team hợp lý. Nhưng mà quan trọng là những người đấy là những người chơi có kỹ năng rất cao, thì đồng ý với việc là các bạn ấy sẽ không cần thiết, quá cần thiết phải có vai trò là côn team, mà các bạn ấy thay thế vai trò từ côn team sang một vai trò khác, là vai trò gọi là thể hiện kỹ năng, gánh team qua trong trận đấu nhờ vào mặt kỹ năng đó. Thì với cái mic check vừa rồi anh em có thể thấy rất rõ ràng là tinh thần của bên phía team Flash là rất ổn, và một trận đấu thì có lẽ cần có sự có mặt của Ellie thì Ellie sẽ có được cho mình cái nhìn khá toàn cảnh, và Bách hỗ trợ cho Xuân Bách trong quá trình côn team. Trước nay chúng ta vẫn nói là Xuân Bách là người côn team của Flash, nhưng sau cái clip này chúng ta thấy rất rõ ràng đó là ngoại trừ Xuân Bách thì Ellie cũng là một người có thể góp công trong cái quá trình côn team đó. Đó là một. Cái thứ hai nữa mà mình muốn nói đến ở sau cái đoạn mic check vừa rồi đó là về việc đó là vai trò rất quan trọng của Ellie ở trong team, người có kỹ năng cao, có tầm nhìn tốt và có được cho mình những cái pha đột phá. Mình không phải khen nó gì cả, nhưng mà sau cái đoạn mic check vừa rồi thì mình có cảm nhận như vậy. Cái thứ ba sau đoạn mic check này mình cảm nhận thấy đó là anh em rất nên xem mic check. Bách trận đấy ok không anh? Anh thấy bình thường. Bách bị bắt vào rất nhiều, Quillen team bạn rất xanh. Thứ ba nữa, đang nói đến cái thứ ba, ông này tặng cho tôi 15 sao xong ông này nói cái gì là tôi quên mẹ mất, đéo hiểu. Cái thứ ba mà mình muốn nói đến đó là về việc anh em rất lên xem mic check. Anh em xem mic check anh em mới hiểu rõ được ai là người có lỗi, ai là người có công lớn hơn, ai là người có được cho mình những cái quyết định chính xác ở trong tình huống đó, thì chúng ta sẽ có nhìn toàn cảnh nhất và công bằng nhất dành cho các game thủ đó. Thì mình nên xem mic check, nên xem mic check và